Tôi nói cho chị biết nhé, chị về làm xong cái nhà này ý, chị phải đặt nhà chồng lên hàng đầu nhá, chứ không phải là ăn cây táo rào cây sung đâu. Lần sau ấy em muốn đi đâu ấy, đợi mẹ đi ngủ, làm hết xong xuôi việc nhà đi, muốn đi đâu thì đi, nghe chưa? Chị có biết không, ngày xưa ấy tôi đi làm dâu ấy, rửa 5-6 chậu bát tôi làm nhóng một cái là xong. Ai như các chị bây giờ, đúng là chị ăn với cả chơi là giỏi thôi. Chứ cái loại nghèo hèn mặt hạng như chị sao xứng làm con dâu tôi hả? Mà không có nấu cháo chiếc gì hết, chị vào trong kia đi, lấy thức ăn thừa mang vào viện cho bố chị. Đấy, phải thế chứ. Chết. Này, nghe điện thoại đi, cứ để nó rung suốt. Tao dạ, vâng xem ạ. Phim mất cả hay, tụt tớm. Alo ạ? Sao ạ? Bố nhập viện ạ? Dạ vâng, con vào ngay ạ. Mẹ... Sao? Mẹ ơi, bố con phải nhập viện, con xin phép mẹ... Chị lại định nhờ vả xin xỏ cái gì? Con không dám ạ, con xin phép mẹ vào viện thăm bố con một lát thôi ạ. Đấy, thế mà chị vừa nói với tôi là chị không nhờ vả xin xỏ gì. Này, tôi nói cho chị biết nhé, chị về làm xong cái nhà này ý, chị phải đặt nhà chồng lên hàng đầu nhá, chứ không phải là ăn cây táo rào cây sung đâu. Đi ở nhà chồng mà suốt ngày lo lắng cho nhà đẻ là thế nào? Tôi nói thế chị hiểu chưa? Dạ, có trời chứng giám, con nào dám ăn cây táo mà rào cây sung ạ? Con biết là về làm dâu của mẹ thì phải biết chăm lo vun vén cho gia đình, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nói cái gì thì nói phải cho dứt lời đi, đừng có ấp a ấp úng, lúng ba lúng búng, động một tí nói thì chuẩn bị nước mắt vòng quanh đấy. Thế chị làm dâu nhà này oan ức à? Hả? Khổ sở vất vả chị lắm à? Hả? Dạ, không phải như thế đâu ạ. Mà tôi cũng phải là bà mẹ chồng khắt khe cay nghiệt gì cho nó cam. Tôi thì muốn là chị dọn dẹp hết nhà cửa, giặt rũ, quần áo sạch sẽ đi nhá. Xong tôi kiểm tra đâu vào đấy rồi thì chị thích đi đâu thì tôi cho chị đi thôi. Dạ vâng, con làm ngay ạ. À mà này, còn cái chậu quần áo, toàn đồ lụa của tôi kìa, chị phải giặt tay đi nhá. Vâng ạ. Nhanh nhanh cái tay lên. Vâng, con biết rồi. Nhớ chưa? Vâng ạ. Làm xem phim hay, tụt cả hứng, dâu cũng chả còn, của nợ. Ngon quá. Mẹ. Ai rồi? Ngồi xuống đây. Mẹ làm sao đấy? Mẹ bị đau lưng con ạ. Sẽ đau lưng? Bình thường con đâu có thấy mẹ bị đau lưng bao giờ đâu. Thì con tính hôm nay mẹ làm việc nhà từ sáng giờ, hết nấu nướng, rồi dọn dẹp nhà cửa lại còn giặt rũ nữa, thế nên đau lưng lắm con ạ. Thế vợ con đâu? Vợ con đâu, tại sao lại để mẹ làm việc nhà thế này? Thì cái Ly nó vẫn còn trẻ, còn mải chơi, cứ để cho nó chơi con ạ. Lúc nãy nó vừa xin phép mẹ ra ngoài chơi nên mẹ cho nó đi rồi. Em về rồi đấy ạ. Đây, em đi đâu? Đi đâu, tại sao để mẹ làm việc nhà hết thế này? Em cái gì? Anh nói với em đi. Lần sau ấy, em muốn đi đâu ấy, đợi mẹ đi ngủ, làm hết xong xuôi việc nhà đi, muốn đi đâu thì đi, nghe chưa? Vâng, em biết rồi ạ. Bây giờ em xem, dọn dẹp hết nhà cửa đi. Nhanh lên. Dạ vâng ạ. Để con đưa mẹ vào trong nghỉ ngơi nhá. Ừ. Mẹ gọi con à? Ừ, con ơi, mẹ thấy bát đũa nhà mình để lâu trong này nó bẩn quá. Mẹ bỏ ra, con lau chùi, dọn dẹp, rửa sạch cho mẹ, rồi úp lại như cũ nhá. Vâng. Đây ạ. Này, cả chồng bát này nữa này, con lau chùi hết cả cái kệ này cho mẹ nhá. Vâng ạ. Thôi.
Thôi, bây giờ mẹ vào mẹ xem còn có gì bẩn không, mẹ bỏ ra đây cho con rửa nhá. À chết rồi con, đây này, tí nữa con lau hết sạch tủ lạnh cho mẹ từ trong ra ngoài nhá. Vâng ạ. Thôi chịu khó lau đi, cho nó sạch sẽ nhá. Mới cả làm nhiều cho nó khỏe người con ạ, nhá. Dạ. Trời ơi, con mới đấm bát với cả cái lau cái kệ bếp mà. Mà chị làm cái gì mà gần 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không xong. Tôi chả hiểu chị làm ăn cái kiểu gì. Này, ôi trời ơi này, này, vẫn còn bẩn nguyên. Chị có biết không, ngày xưa ấy, tôi đi làm dâu ấy, rửa 5-6 chậu bát tôi làm nhóng một cái là xong. Ai như các chị bây giờ, đúng là chị ăn với cả chơi là giỏi thôi. Chả được cái nếp gì cả. Trời, làm sao? Gỡ vừa mới rửa đống bát một tí mà đã đau với cả đớn. Dạ, chắc là con mải làm quá quên không ăn cơm. Bây giờ đau dạ dày quá. Tôi chả hiểu chị làm việc cái kiểu gì nên nó bữa ăn mà chị còn không nhớ. Người ngoài có khi người ta lại nghĩ là tôi là mẹ chồng khắt khe, bắt chị làm nhiều việc, không cho chị ăn uống. Thôi chị làm nhanh nhanh rồi chị ăn đi. Vâng ạ. Lộn tiết. Cũng may có viên uống dạ dày Fucodan của tập đoàn Kohino. Không thì không biết phải làm sao nữa. Bố nhập viện vì dạ dày, mình phải mang cho bố một hộp mới được. Chị đang làm gì đấy ạ? Dạ, nhà cửa con dọn dẹp xong rồi. Con vừa mới nấu cháo ở mang vào viện cho bố ạ. Nấu cháo á? À, thức ăn thừa trong tủ lạnh ấy à? Còn đầy rồi đấy. Chị mang vào bệnh viện cho bố chị đi. Đây này, tiền đâu mà chị đi mua những cái thuốc này? Thuốc này tôi thấy là không phải rẻ tiền đâu nhá. Dạ. Chị nghĩ nhà tôi thừa thãi lắm à? Hả? Dư giả lắm phải không? Hả? Nuôi báo cô chị, bây giờ còn nuôi cả bố chị nữa. Dạ, đây là thuốc con dùng tiền của mình để mua, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Tiền riêng á? Chị lấy đâu ra tiền mà tiền riêng? Hả? Chị ở nhà ăn bám con trai tôi, chị lấy đâu ra tiền mà chị bảo tiền của mình? Hả? Mà tôi nói cho chị biết nhé, ngay từ lúc trước ấy, tôi đã không đồng ý rằng lâm con trai tôi lấy chị nhá. Chứ cái loại nghèo hèn mà hạ như chị xứng làm con dâu tôi? Hả? Mà không có nấu cháo chiếc gì hết, chị vào trong kia đi, lấy thức ăn thừa mang vào viện cho bố chị. Mẹ, bố con nằm viện làm sao mà ăn thức ăn thừa được ạ? Tôi nói chị bao nhiêu lần rồi, đồ ăn nhà tôi là đồ cao cấp, cứ để 2-3 ngày nó cũng ngon gấp chán vạn lần cái đồ ăn hàng ngày bố chị ăn đấy. Bố chị nằm viện đấy thì ông ấy đã sắp chết chưa? Chưa đúng không? Sao mà không ăn được? Hả? Chết chưa? Còn luôn xem mẹ như mẹ đẻ, tại sao mẹ coi thường con cả bố con như thế ạ? Mẹ đẻ á? Trời ơi, nói thẳng cho chị biết nhá, tôi coi chị không bằng con chó tôi nuôi trong nhà đây này. Ở đấy mà đòi mẹ đẻ loại nghèo hèn mà hạ bẩn thỉu như chị. Chị nghĩ là chị mới về đây chị cao cả lắm à? Hả? Chị nghĩ chị về đây chị một bước chị lên mây à? Đừng có mà mơ nhá. À, con à, con về từ lúc nào thế? Con về từ lâu rồi, và con đã nghe hết những gì mẹ nói với vợ con rồi. Con ơi, từ từ nghe mẹ giải thích hẳn. Mẹ không phải giải thích gì nữa. Mẹ gọi vợ con là chó, mẹ xúc phạm cô như thế. Mẹ, thế mẹ có còn coi con là con trai của mẹ không vậy? Mẹ, chỉ vì nhà cô ấy nghèo mà mẹ xúc phạm cô ấy như thế, con và vợ con sẽ ra ngoài ở riêng để đỡ phải trướng mắt mẹ nữa. Lâm, đi thôi em, mình vào viện thăm bố, tiện thể mình mua cháo luôn. Chứ đồ ăn ở nhà này cao cấp quá, anh sợ ăn xong không tiêu hóa được.
Cái gì đấy? À, đây là viên uống dạ dày Fucodan của tập đoàn Kohino. Em mua cho bố. Thế thì tốt quá rồi. Đi thôi. Kìa Lâm! Lâm! Nghe mẹ nói hắn đừng đi con! Điều kỳ diệu.